được 2 năm. Nhưng mà được rồi. Cái list gì giới đó dài lắm. Khó lựa quá. Oh really? Really? No, cái này rất là ngon. Really good. Crab, prawn, shrimp, and lobster. Này là tôm hùm, tôm, crab, cua. It's really good. Là nhà hàng Ý mới mở hả? Mới mở vậy được 2 năm. Nhưng mà được 2 năm mà mới rồi đó mà được quán khác đó. À, ok. Basically ở Úc không có Michelin. Yeah, 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 that's what I heard. Tức là ở Úc á là sẽ không có Michelin mà sẽ là tính bằng hát, là sẽ 3 hát là nhiều nhất, right? Hay là ở đây là ờ ở đây là 1 hát. Mà mới mở 2 năm mà được 1 hát rồi. Ôi là giỏi chứ. Anh nghe là mình thật ra nhìn bình thường mình nhìn mấy cái đồ ăn này là mình kiểu là nó lên đỉnh đầu á. But it's really good. Tại vì mình nghe cái tên nhà hàng mình nó kiểu oh no. Thì tại vì mình thường mình không có enjoy western food lắm. Ở bên Anh họ bắt đầu họ mang cục bơ thôi, kêu là cục bơ này là bơ mà Queen ăn mỗi ngày. Thấy má? Rồi mỗi món ăn món này là được làm hồi xưa như thế nào, là từ xa xưa, là ở trong làng là nó làm sao rồi đó. Fancy ở Ở fancy mà fancy restaurant. The chair is like all cushiony and then really high, really tall. Nhưng mà ăn xong thì về cũng không có ấn tượng như nó. Mặc dù là Michelin nha, Michelin chắc phải là mình nhớ là phải chắc phải 2 hoặc 3 xong rồi. Nhưng mà đồ western nhưng mà không có ngon. Nhưng mà cái chỗ mà Michelin store mà nhớ hoài mình ăn chỉ phải 2 lần á, hai cái sành. Khói đã quá. Nó ngon bằng mấy kia không? Cái này ngon hơn. Mà cái này nhất. Cái này cũng ok. Thế nên mình sẽ bị vậy nè. Mình ăn một món ngon á, mình ngồi từ mấy món khác á, mình bị không phe á, nó không có ngon bằng nữa. Tội nghiệp em. Nó cứng rồi. Prawn. Rồi. Lý do vì sao chỉ là mực chiên mà nó vẫn ngon. Mày nghĩ cái này là trong cái bột này nó có spice á. Mấy cái lá. Spices and herbs. Mệt. Mấy con mà ăn nhiều á nó hay rành mấy cái đồ ăn lắm. Tự đi đánh răng hả? Đây đánh răng để mà lát nữa đem dessert. Đánh răng để là cho cái miệng nào kiểu nó refresh lại cái miệng đang ăn dessert. So there's three desserts and one cheese. Yeah. Where? Hai cái này mình cũng ngon. Có tiramisu với banana. Wow, các bạn ơi, cái list dessert đó dài lắm. Khó lựa quá. Cái list dessert mà nhiều món vậy sao lựa? Mà còn nghe nói là hai món này còn không ngon nữa. Thế sao lựa là còn được hai bên này thôi. Rồi, vậy gọi món thứ hai đi hả? Can I have one tiramisu a la nocciola? Did I pronounce it right? Oh really? Really? And can I have the crema caramello a la banana? Very good. Very good too. Good pronunciation, huh? Thank you. So just one of each? Yes, one of each. Yeah. First. So you're still going with this, right? I mean, you can clear it up. You can clear it up. Yeah. Đánh răng chưa? Làm gì tới mi? Đánh răng. Lúc nãy mi có gọi một cái tiramisu nocciola a la. Nhìn nữa từ cuối lại gì quên. Nãy giờ đâu hả? Caramello a la banana. Rồi còn cái kia là crema a la banana. Gì vậy? Crema caramello a la banana. Something. Còn kia là tiramisu nocciola a la something else. Có một chữ nữa ở cuối. Oh, đây bánh flan. Oh my god.
cái này mới gọi là tiramisu người ta. Nó không có chảy á Tâm ạ. Nó vừa chảy trong miệng thôi á. Cái gì để trong miệng cho thử. Lát nữa đi về hốt hai cái nách về cho má. Vô. 1, 2, 3. Trời ơi, chưa hết nửa bánh em nói chị rồi. Con này hết nửa. Thì nói chung là chị cứ dựa vào size mà chị đoán tướng người. Má ơi. Quá ngon. Ngon hả? Che môi à. Khi có sao hay là có gì không? Ba cái hats lận. Tức là ở đây không có chấm bằng Michelin star mà là chấm bằng hats, chấm bằng nón á. Thì là ba nón là cao nhất, thì là nhà hàng này có tới ba nón nè. Thì là nhà hàng này rất là khó book, thì là bạn Tâm book có mà kiểu mà số người là kiểu kỹ luôn ấy, chứ không phải là ví dụ như là mình hay book ok 4 người xong ví dụ 5 người tới nhét vô ăn cũng được, thì ở đây không có được như vậy. Bút bao nhiêu người là chỉ tới được bấy nhiêu thôi. Cảnh đẹp không? Cảnh đẹp đúng không? Cảnh đẹp, Pep Opera House ở đằng sau. Có một cái Tâm thấy lạ đó chính là nhà hàng đánh vần là quay, nhưng mà đọc là khi. Nhà hàng The Key. Kiểu khi đến đây mà Tâm cứ kiểu nói chuyện với bạn Tâm là ủa bao giờ mình đi hàng nhà hàng The Way. Nhưng mà bạn Tâm kiểu ủa The Way là cái nhà hàng nào nhìn Tâm rất là kiểu quá gì ấy. Thì giờ mới phát hiện ra là không phải đọc là quay mà đọc là The Key. Bây giờ tới đó có kịp kịp sunset rồi đúng không? Kịp hoàng hôn. Bây giờ là mới có 5 giờ kém thôi. Bạn Tâm nói là đi sớm sớm một chút để có thể đến đó ngắm hoàng hôn. Đi nha. Đó mọi người ơi, quay thấy không? Một sao lại đọc là khí. Cảnh đẹp quá. Nice view. Oh wow, look at that. Hello. Oh wow. Natasha. Wow, cô giao bút một cái chỗ thật là chất lượng chứ. Trời ơi, view đẹp vậy. View này đẹp hơn. Ok, đây là menu ngày hôm nay nha. Of course. Mi lái xe, mi không uống được. Mấy bữa nay là Úc bị mưa, ngày nào cũng mưa. Ví dụ không mưa nguyên ngày thì cũng sẽ có một vài buổi, một vài phút rồi đó mưa. Cho nên là bây giờ được ăn, ngồi ăn ở đây mặc dù là không có hoàng hôn nhưng mà không có mưa là đã mừng lắm rồi. Đó là Du có muốn vô xuống mấy cái tàu kia đi làm tourist, đi ngắm Opera House không? Dạ yeah, không. Đẹp quá. Lúc này ông nói là làm bao nhiêu cái gì thì mới ra được là cream này. 10 con lươn mới ra được 1 lít kem lươn. 10 con 1 lít như vậy đó đặc biệt.
để mà đặc biệt là nó phải rất nhiều mà ra được chút. Đang hỏi lại coi. Hỏi lại. So 10 euros for how many? Just to make 1 liter. 1 liter. Thank you. Yeah, it was really good. Yeah. Vậy thì đâu có đặc biệt. Nó phải là 10 con yêu mà chỉ được 100 ml. Ừ. 100 ml đi, cho 100 ml cũng được. Thì đó, 100 ml thì vậy nó mới quý. Ví dụ 10 con ra được như đây thì mới quý. Đây là cái gì ạ? Đây là kem bơ truffle đúng không? Bơ truffle và bánh mì. Ăn đi. Using the wine by the glass. Yeah. And I'm not sure about My ăn mới thấy cũng ok. Nhưng chắc tại vì là bởi vì là My chưa biết cái trước kia nó ngon như thế nào, không có bị không mà so sánh. My ăn thì mấy thấy cũng được. Đây cái nhà hàng nhầm cực quá, cười cũng cho cười nữa. Sao bạn say rồi hả? Say rồi. Ngon không? Ngon hả? Ok. Ok, thôi bữa nay chụp hình. Ủa là cái dĩa này là dĩa sạch hả? Dĩa này nó chưa cho ra đồ ăn. Chưa cho ra. Ừ, nó mới cho ra cái dĩa đó, bữa nay mang ra không? Tại cái dĩa này còn bị rửa không? Không. Cái này chắc mới mà. À, dĩa mới hả? Dĩa mới. À đây, à dĩa này cũng mới luôn. Ừ, dĩa này à. Sao nó đem cái dĩa nãy giờ chưa thấy đồ ăn? Sao có mình dĩa này lại còn dơ vậy? Ăn không gì đâu. Không biết thưởng thức ha. Ồ, đây là món gì đây? Món dessert đúng không? Tráng miệng. Ok, go, 1, 2. Okay, you count. Ủa, có gì mới vậy? Ồ, bánh sô-cô-la được tặng. Rồi, good. Ngon lắm phải không? Dạ, yeah. Phải nói thiệt là thích cái bánh sô-cô-la này hơn. Chắc tại vì là khẩu vị á. Tại vì là My không có thích dessert, không có thích tráng miệng mà nó bị kiểu cái vị mà nó bị chua, kiểu bị chanh á, My không thích. The black sugar coffee with the pearl, right? Yeah. Uống ghé cô. Chà lấy ít đường quá. Sao? Cái reaction không tốt đó. Ngon không? Tùy gu á. I like coffee. Thích cà phê. Vậy hả? Chưa. Ủa rồi, nhưng mới uống hả? Không hả? Nó ngon như con này chụp hình vậy. Tức là có cũng được, mong có cũng sao. Tức là nó ngon dữ lắm. Nó ngon dữ dội. Đi đi nè. Như chụp như quay phim vậy á. Gotta believe it. You gotta go get it for yourself. 'Cause I
just gotta trust that we don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. Đừng quên bấm like video này, bấm subscribe kênh Ngọc Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo khi Tâm ra video mới mỗi tuần nha. Cảm ơn các bạn.